Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Tư, ngày 3 tháng 8 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa chiều hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này thì giá vàng trên thị trường thế giới quay đầu tăng trở lại, hiện tại tăng hơn 7 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ tăng là 0,42%, giao dịch quanh ngưỡng 1.767,73 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.754,90 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.768,04 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ thời điểm này lại quay đầu giảm với tỷ lệ giảm nhẹ là 0,15%, giao dịch quanh ngưỡng 106,181 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,67%, giao dịch quanh ngưỡng 22.800 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm thì cũng trong xuống giảm với tỷ lệ giảm là 1,53%, giao dịch ở mức 2,710% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô hiện tại tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,43%, giao dịch quanh ngưỡng 94,200 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, thị trường vàng thế giới lên xuống theo chuyến thăm Đài Loan của bà Nancy Pelosi và bình luận từ Fed. Nhiều nhà đầu tư lo ngại rủi ro trên thị trường tài chính sau khi mà Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hạ cánh viếng thăm Đài Loan trong bối cảnh Trung Quốc đe dọa sẽ có hậu quả nghiêm trọng đối với chuyến thăm của bà. Căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc có nguy cơ leo thang đã thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn như vàng. Tuy nhiên thì nỗ lực tăng giá của vàng trở về con số 0 khi mà thị trường chứng kiến đà giảm sốc gần 30 đô la Mỹ trên một ounce xuống còn 1.756 đô la Mỹ trên ounce trong phiên rạng sáng ngày hôm nay. Mới đây thì một số quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục nâng lãi suất mạnh tay đến khi nào lạm phát hạ nhiệt. Cụ thể, theo Chủ tịch Fed Chicago Charles Evans, kỳ vọng Ngân hàng Trung ương nước Mỹ sẽ tiếp tục áp dụng đợt nâng lãi suất tham chiếu, không loại trừ khả năng tăng thêm 50 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 9. Trong khi đó, Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cũng khẳng định cơ quan này vẫn đang nỗ lực chống lạm phát. Fed còn chặng đường dài phía trước khi mà đạt được mục tiêu ổn định giá cả, đặc biệt là khi mà tốc độ lạm phát trong tháng 6 đã tăng nhanh lên 9,1% so với một năm trước đó. Các bình luận trên được đưa ra khi mà Ngân hàng Trung ương nước Mỹ nâng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lần thứ hai liên tiếp trong tuần trước. Thời điểm đó, Chủ tịch Fed ông Jerome Powell cũng tuyên bố rằng nền kinh tế số 1 thế giới không rơi vào suy thoái và có nghĩa là một đợt tăng lãi suất lớn bất thường khác có thể được áp dụng vào tháng sau. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay thì giá vàng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn giảm 200.000 đồng trên một lượng và niêm yết ở mức 67,4 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và 68,2 triệu đồng trên một lượng theo chiều bán ra. Trong khi đó thì giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại được giao dịch quanh mức 52,5 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và 53,4 triệu đồng trên lượng theo chiều bán ra, giảm nhẹ 100.000 đồng trên một lượng. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.163 đồng trên 1 đô la Mỹ, như vậy là tăng nhẹ 9 đồng trên 1 đô la Mỹ so với ngày hôm qua. Giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại được giao dịch ổn định quanh mức 23.220 đồng trên 1 đô la Mỹ theo chiều mua vào và 23.500 đồng trên 1 đô la Mỹ theo chiều bán ra. Giá đô la Mỹ tự do tại chợ đen mua vào ở mức 24.170 đồng trên 1 đô la Mỹ và bán ra ở mức 24.270 đồng trên 1 đô la Mỹ, như vậy là tăng thêm 10 đồng trên 1 đô la Mỹ ở cả hai chiều giao dịch. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thời điểm này diễn biến như thế nào, thì sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa chiều ngày hôm nay. Sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Nhìn chung thì ở điểm này giá vàng SJC trong nước quay đầu giảm khá mạnh quý vị và các bạn nhé. Nhưng với vàng nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác chỉ quay đầu giảm nhẹ, hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.700.000, bán ra 6.780.000, giảm 400.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, nhưng giảm 600.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay là giảm 40.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 60.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra rút ngắn xuống còn 800.000 đồng trên mỗi lượng.
SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.700.000, bán ra 6.782.000, giảm 40.000 ở chiều mua vào, giảm 60.000 ở chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.710.000, bán ra 6.790.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào, 50.000 ở chiều bán ra. PNG Hà Nội mua vào 6.710.000, bán ra 6.800.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào, 40.000 ở chiều bán. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.730.000, bán ra 6.800.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào, 30.000 ở chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6.705.000, bán ra 6.785.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào, 50.000 ở chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 6.710.000, bán ra 6.790.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào, 50.000 ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.710.000, bán ra 6.788.000, giảm 31.000 ở chiều mua vào, 50.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 6.700.000, bán ra 6.750.000, giảm 70.000 ở chiều mua vào, giảm 80.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.720.000, bán ra 6.790.000, giảm 50.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng SCB mua vào 6.710.000, bán ra 6.790.000, giảm 40.000 ở chiều mua vào, 60.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.705.000, bán ra 6.785.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào, 50.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.700.000, bán ra 6.782.000, giảm 40.000 ở chiều mua vào, 60.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố khác, hiện tại cũng điều chỉnh giảm khá mạnh, giảm trong khoảng 400.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào, 600.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay là giảm 40.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua đến 60.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Và chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại cũng đang được rút ngắn xuống còn 800.000 đồng trên một lượng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.700.000, bán ra 6.782.000. SJC Huế mua vào 6.697.000, bán ra 6.783.000. SJC Bình Phước mua vào 6.698.000, bán ra 6.782.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.700.000, bán ra 6.780.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.702.000, bán ra 6.785.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.700.000, bán ra 6.782.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.698.000, bán ra 6.782.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại duy trì đã giảm nhẹ trong khoảng từ 21.000 cho đến 50.000 đồng trên mỗi lượng, hay giảm trong khoảng 2.100 cho đến 5.000 đồng trên một chỉ tùy vào mỗi loại vàng, thời điểm này đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.245.000, bán ra 5.335.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.235.000, bán ra 5.295.000. Vàng 24K mua vào 5.112,6.000, bán ra 5.242,6.000. Vàng 18K mua vào 3.786,6.000, bán ra 3.986,6.000. Vàng 14K mua vào 2.902,3.000, bán ra 3.102,3.000. Vàng 10K mua vào 2.023,2.000, bán ra 2.223,2.000. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên trưa chiều hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.